con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Còn em bay, còn em bay, còn em là đà thừa bay tiên như trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa, đang xuân đến với bao nhiêu say mê yêu được ngầm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng tràn hòa, bài lọc non biết xanh trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào, xíu xíu chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hồng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sơn nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Bài tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa, đang xuân đến với bao nhiêu say mê yêu được ngầm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng tràn hòa, bài lọc non biết xanh trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào, xíu xíu chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hồng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sơn nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vui quy. Gió bắt phơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào, xíu xíu chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hồng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sơn nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vui quy. Từ đêm nay lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, đêm nay là đêm nhóm họ của Bình Lệ Du Huy với các bạn Yến Nhi, Sánh Duyên cùng Quốc Hoa. Vâng, và gia đình của chúng tôi rất lấy làm vui và hạnh phúc khi thấy toàn thể quý vị và các bạn đã đến đây chung vui với gia đình. Và bởi có câu thiên lý quan sang ngoài dạng dầm, nghĩa tình bằng ngủ mãi trong năm, ngày này tháng ấy chớ dội quên đến để chung vui với gia đình. Trước là chúc mừng cho các bạn nên dây ngẫu, sau là dùng tiệc tại thư gia. Vâng, kính thưa quý vị, từ ngàn xưa cho tặng đến bây giờ và mãi mãi cho đến ngày sau, tình yêu vẫn luôn là một câu chuyện rất là dài với những diễn tiến và đầy dòng cảm xúc cùng những sắc màu khác nhau. Song song đó, khi những cặp đôi trang lứa khi bước vào khung cửa của lứa đôi hạnh phúc của tình yêu thì ai cũng mong muốn cho mình được như chim liền cánh và cây nọ liền cành. Và tình yêu của các bạn chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật tình yêu đó. Vâng, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay dựng cũng lăn mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng quản đường xa, đá vàng cùng quyết phong ba cũng liều. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người của chúng ta. Và sau thời gian quen biết và tìm hiểu thì đôi bạn của chúng ta cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc riêng của chính mình. Và đặc biệt nhóm họ của tối đêm nay là để minh chứng cho quy luật tình yêu đó. Và đây cũng là điều trân trọng nhất của tiệc vui ngày hôm nay. Mình đều xin kính mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa toàn thể
quý vị và các bạn, cuộc sống vốn những chúng ta đã lo toan nhiều thứ bận rộn và mệt mỏi rồi. Sau những phút giây đó, ông trời đã ban tặng cho chúng ta một món quà tinh thần. Kính thưa quý vị, đó là món quà gì? Đó là món quà âm nhạc. Sống mà không có nhạc là cuộc sống không còn hay, không còn vui nữa. Vì thế một lần nữa cho phép bên nơi xin thay mặt cho âm thanh ánh sáng Phú Hưng và cũng như là anh em làm chương trình văn nghệ buổi tối đêm nay, xin kính chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có một buổi tiệc thật là ngon miệng, mà khi ra về thì thượng lộ bình an. Cũng không quên chúc cho toàn thể quý vị và các bạn được dịp sang phú quý. Và một lần nữa, chương trình văn nghệ phục vụ với lễ du quy, và đặc biệt nhóm họ buổi tối đêm nay của các bạn Yến Nhi, Sánh Duyên cùng Quốc Hòa, do âm thanh ánh sáng Phú Hưng đảm nhận, xin được mạn phép bắt đầu. Và để mở đầu chương trình văn nghệ buổi tối đêm nay, cho phép Mando xin gửi tới một ca khúc được mang tên Vị Ngọt Đôi Môi. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Và sau ca khúc này, Mando xin kính mời quý vị và các bạn đã yêu chương trình văn nghệ đến để đăng ký với Mando bằng một hai bài hát mà tổng thể quý vị và các bạn thích nhất, để góp vui cho chương trình văn nghệ của chúng ta thêm phần long trọng và hạnh phúc ạ. Một lần nữa xin kính mời ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông bà ta thường hay có nói màng ăn thì hết buồn phiền, màng ăn thì có tiền, mà vỗ tay cho mình đưa đâu có tốn tiền. Một chàng pháo tay dành tặng cho mình đưa, có được không biết quý vị ơi? Và để liên tục chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng hát của anh Nhã. Và anh Nhã sẽ tới chúng ta ca khúc được mang tên Anh Ba Khía. Xin mời anh Nhã cùng bước lên sân khấu ạ. Tới chúng ta ca khúc được mang tên Yêu Chị Hai Lúa. Xin mời tiếng hát của Nam Cam cùng bước lên sân khấu ạ. Và để đón tiếp chương trình ngày hôm nay mà các bạn hướng mắt về sân khấu với tiếng hát của Nam Cam, bài hát được mang tên Yêu Chị Hai Lúa, nên chúng ta cùng thưởng thức. Giới thiệu tên nước ngoài không ạ? Chạy cho mình lấy nhỏ rồi, vô con rồi.
À, cô dâu và chú rể, tôi xin là bác của cô dâu chú rể, chúc cho anh em mình bà con dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Đơn vị từng khi nhà
trên đất lạnh, trong hai hồn tiếng hát hơi che tiếng nhạc. Mười năm đứng khổ tốt bữa nêu ca, vì tình ta lại tí ta. Trên tối yên một là bên tôi, để tôi hãy chân để tôi yêu đi bằng lời. Cô dâu rất nhiều à. Và để liên tục chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Thương Nhau Tôi Bến như tiếng hát của bé Tú Anh à. Xin mời bé Tú Anh cùng bước lên sân khấu ạ. Yeah.
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của em. Thì thôi bây giờ hôm nay cũng vui, ai cũng vui, ai cũng muốn ca, ai cũng hát. Thì thôi bây giờ như vậy, thì người nào đăng ký trước thì ca trước, người nào đăng ký ca sau thì có quyền ca sau. Chứ đừng có trọt vô trọt ra, hầu như là cái bộ máy hầu như là nó không được vui. Vậy vậy tôi xin đại vô tay đi, bà con ơi. À, vậy tôi giao cho hội trường nha. À, vâng, xin cảm ơn đây là phát biểu của bác của cô dâu ạ. Oh,
Các bạn xin cảm ơn những tiếng hát và những điệu nhảy của nhóm mình rất nhiều ạ. Vâng, lời đầu tiên thì tôi xin gửi đến toàn thể quý chú, quý chị, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Vỗ tay lớn lên được mà. Em đi trên sông trắng
À, vâng, kính thưa quý vị, thời gian thì có hạn, mọi tiếng hát chúng ta lên sân khấu, chúng ta sẽ thể hiện với nhau một ca khúc. Và hát ca khúc đó thì quý vị và các bạn đăng ký tiếp thì sẽ nhầm, thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn tại diện. Yo, đi anh. Mà không say nào hay, uống rượu mà không say nào mê. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, men nồng rượu ta quay cuồng say. Tâm hồn ta bay theo trời mây. Say thật say, rượu nào cay bằng men ái tình. Mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình. Rượu so với tình là rượu hơn. Yo, ly rượu nào với trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay. Chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say. Má hồng dù phai trong vòng tay, uống đi uống cho thêm yêu đời. Say thì nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, men đồng rượu ta quay cuồng say. Tâm hồn ta bay theo trời mây, uống uống cho vui đêm này. Say thực say, rượu nào cay bằng men ái tình. Mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình. Rượu so với tình là rượu hơn. Đừng để đi. Ly rượu nào với trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay. Ân tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say. Má hồng dù phai trong vòng tay, uống đi uống cho thêm yêu đời. Yêu nhàn, uống đi uống cho ta quên đời. Uống đi uống cho ta yêu đời. Uống đi uống cho ta
lòng nắng lòng quạnh yêu, khi mai đây con bước theo chồng ra đi, con nhớ ghi lòng mơ. Nhà ta nghèo mà luôn trắng trong, danh gia xưa thủy chung mà chờ mong, dù cho chồng làm sao chồng chi, dẫu gian nan cũng không hề hoảng ngại. Con bước đi rồi nặng gánh đôi vai, bỏ mẹ cô đơn tháng ngày thương nhớ. Lần này thôi rồi lặng lẽ theo chồng, còn chi đêm mà nay ôm ấp ba trong lòng. Nhưng mẹ ơi làm sao con ngủ được, sao con nỡ lòng nào vui bước ra đi, nghe tiếng ghê buồn như khúc nhạc chi. Kính thưa giai cấp ông bà, sau đó bà con trong các thân tộc bên nội như bên ngoại, hôm nay hai đứa em có định ngày lễ du quy cho cháu Liên Nhi, xin viên cùng chú rể là quốc hòa đây đến giờ cái buổi lễ xuất giá. Chúng tôi cũng nhìn thấy nhiều bà con thân thuộc cũng bỏ thời gian quý báu đến đây để dự buổi lễ xuất giá. Ở đây có bác hai để đại diện trong buổi lễ xuất giá, rồi sau đó thì bác hai con bố đi, rồi mà gia cấp ông bà nội ngoại rồi trong thân thuộc của mình, gia đình của mình đó, để bước đến người cái dinh dự để cho cháu là lễ dương vụ. Vậy bác hai con bố rồi mời đi. Tôi xin thay mặt cho hội người gái hôm nay là lễ xuất giá cho cháu, thì trước hết là con quốc rượu để bạn đây nè. Dạ chứ hết rồi, con cầm ví dụ này mời ông nội. Con để cạnh nói còn hai này còn sống là đi rồi. Uống nước nhớ nguồn, chim có tổ người có tông, chúng ta phải ơn những người đã mài công sinh thành và dựng dục chúng ta như ông bà cha mẹ. Trong buổi lễ xuất giá đây, cháu vừa rượu lên trước cho ông nội, sau đó ông ba
Vậy trên này ông đưa lên môi nếm chiếc cuộc lễ đi. Ủa, chụp hình lễ. Ông ba với ông nội còn không ăn con là quá em rồi, quá em rồi. Tôi đi hết trơn rồi. Còn cháu giờ là dư gụ tiếp theo, xin cháu để cung tay làm lễ xá ông nội và ông ba hai xá đi. Ông đại à? Hai xá rồi. Dạ, còn hai xá rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, được. Rồi tiếp theo mời gia cấp ngoại. Ông bà đây đây có bà ngoại với bà thứ. Bà ngoại ra. Có cụ được không? Bà ngoại lớn, bà ngoại nhỏ. Bà ngoại ra, bà ngoại ra, bà ngoại ra, một trăm bà ngoại ra. Ông ngoại là mất rồi. Cháu làm lễ dương rượu lên đây cho bà ngoại bà thứ vậy, xin hai bà đưa môi nếm chiếc lễ trong buổi lễ xuất giá. Cháu vừa làm cái dương rượu á. Đây bà ngoại cũng có một món quà để dành tặng cho cháu. Bà ngoại 2. Bà ngoại 2 triệu, bà ngoại 2 tặng 2 triệu. Ngoại ruột 2 triệu. Ngoại ruột cũng 2 triệu luôn. Đây bà ngoại 2 triệu, bà 2 triệu. Đây bà ba. Bà con. Anh này bà cô hả? Bà cô của cháu à, dai cũng lớn nghe, đúng rồi, phải mời bà cô. Và tiếp theo cháu làm lễ dương rượu lên cho bà cô đi. Đưa hai tay. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Bà ba, bà ba đây, bà hai, bà ngoại. Bà ba tới đây dự và lễ xuất giá cũng có món quà dành tặng cho cháu. Cho cháu món quà nhỏ nhỏ. Bà ba tặng cho hai cháu là cho cháu là 42 triệu đồng. Dạ. Yeah. Thay mặt gia đình cũng như cháu cảm ơn bà ba rất là nhiều. Lúc nào nghe chúc cho các bà sống vui vẻ nha. Chưa có trai rồi rồi con nhi. À, các ông bà trong thân tộc có còn ai nữa không? Vậy là còn sao mà vậy mời cha mẹ đi ha. Cha mẹ, chơi cái cha mẹ đưa rượu, con có rượu đưa cho cha mẹ đây là nên đáp ứng là mời cái nhà chồng. À, vẫn giây phút quan trọng này xin mời cha mẹ ngồi ghế đi cho con mình nó làm cái lễ cứ như rượu lên cho cha mẹ. Dạ kính thưa cha, kính thưa mẹ, hôm nay cũng là cái ngày vui cũng như là trong cái buổi lễ xuất giá thì cha mẹ có định cái ngày xuất giá con bước lên chiếc xe hoa về bên nhà chồng. Ở đây con cũng vừa làm lễ dương rượu lên cho cha mẹ để nhớ cái công ơn sinh thành dưỡng dục 9 tháng công an 3 năm bồng ẵm. Cha mẹ ơi, tại vì mẹ với cha sanh con là con gái hoàng nữ di phía giá về bên nhà chồng thì phía sau đây thì con kính dưỡng rượu lên cho cha mẹ để đền đáp cái công ơn sinh thành và dưỡng dục đã dạy dỗ nuôi nắng con khôn lớn. Vì xin cha với mẹ uống ly rượu này đi. Để cho con làm lễ xá cha mẹ hai xá. Con cũng biết vậy đó, đi khắp thế gian là tốt bằng mẹ mình đâu. Mà gánh nặng cả cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng phấn thông cha. Thằng Tảo sớm hôm mẹ nuôi con không lớn, mang cả tấm thằng ghề cha chở đời con. Con cũng biết vậy đó, con cũng cảm ơn cha mẹ. Sau khi con về bên nhà chồng cũng có cái lời cầu chúc cho cha mẹ lúc nào cũng vậy nha. Sống vui vẻ và làm ăn thuận lợi, may mắn và vạn sự như ý. Con làm dưới ngủ cha mẹ xong con cung tay đi con. Làm lễ xá nữa đi, xá cha mẹ hay xá đi. Cha mẹ là mãi trong cuộc đời của con. Rồi cảm ơn cha mẹ. Rồi tiếp theo mời bà con gia cấp bên nội cô chú bác nha. Bên ngoại hay cậu mợ gì vậy? Dạ bên nội trước. Nội ngoại thì xin mời. Thứ ba. Bác hai trước kìa. Bác hai đây, bác hai trai, bác hai gái. Mời bác hai đây nè, có bác hai nè. Bác hai ngồi ghế đi cho cháu làm lễ dương rượu với bác ba. Bác hai cho 1 triệu nè. Rồi bác hai tặng cho cháu 1 triệu đồng. Con làm lễ dương rượu lên cho bác hai, xin bác hai nếm một xíu rượu lễ. Trời ơi, rượu này ngon đúng không? Đúng rồi, mấy chục năm mới có một lần uống rượu lễ mà. Rồi, cảm ơn bác hai. Tiếp theo mời bác ba trai ba gái đi. Hai bác cũng vừa bước đến rồi ghế vinh dự. Không luôn.
cháu lo lễ dân rượu, xin hai bác nhận gu lễ đi. Rồi bác Ba vừa tặng cho cháu là 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Rồi con cung tay làm lễ xá đi. Rồi xá rồi. Rồi tiếp theo mời Tư 56. Rồi tới cô Năm giờ Năm đây. Tư. Đưa mấy cái về lên. Rồi mời cô Dân Tư. Đưa đây, rồi tới mời cô Dựng Năm luôn. Mời cô Dựng Tư đây. Rồi đây là cô Tư vừa bước đến ngồi ghế vinh dự, sau đó cháu làm lễ dân rượu lên cho cô đi. Xin cô Tư gió tay nhận rượu lễ đi, rồi đưa lên môi nếm xuống rượu lễ đi. Trong ngày vui cũng như là buổi lễ xuất giá của cháu mình mà uống hết cái rượu lễ mà. Rồi cô Tư chuẩn bị móc quà để tặng cho cháu mình. Rồi cô Tư tặng cho cháu mình 4 tấm 2 triệu đồng. Rồi con cúi đầu nhận quà, cảm ơn cô Tư với Dự Tư. Rồi tiếp theo mời cô Dựng Năm. Lên đại luôn nha. Vì cháu là dân rượu, xin cô với Dựng Năm uống chú rượu lễ đi. Chúc cháu là sang năm sanh trai, cuối năm sanh gái, giữa năm không có sinh. Rồi. Dù gái hay trai chỉ hai con đủ nuôi rồi ha. Bây giờ cho 4 tấm thôi chứ giờ cho như vậy. Rồi nhận quà cuối đầu ơi. Ờ rồi cô Dựng Năm rồi. Nhân quà cảm ơn của cô Dựng Năm. Rồi tiếp theo mời cô Dựng Sáu. Bảy xin lỗi. Mời bảy. Đi gần đó rồi. Vậy hả? Bảy chế đi. Không. Vô đúng rồi. Chế là đau buồn rồi. Đúng rồi. Đây nghe. Tôi còn quà. Tôi còn nhóm đích không? Chào cái thế sạm sạm. Chúc gì nói ra. Nhỏ. Chúc đi. Cô khổ luôn mày. Cô do bảy gì bảy. Cô con giá về nhà chồng. Vợ chồng 151 đầu năm sinh con gái, cuối năm sinh con trai, sinh hai đứa thôi. Vô 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 mới được nha, vô luôn nha. Đậu cổ đó. Vợ chồng lâu rồi, chồng cũ rồi. Mất đi cái trai. Quên là sao? Con cho con chặn đi rồi. Dính nè. Cho hai người đi. Dính rồi đó. Rồi cô Dương Bảy tặng cho cháu mình 2 triệu đồng. Rồi tiếp theo mời 89 gì á. Hết rồi. Hết hả? Dạ, rồi tiếp theo vậy bây giờ mời bà con bên ngoài nè. Đại diện mời lại con hai à. Con hai đâu? Ông Chính rồi. Ông Chính gửi quà cho cháu. Rồi tiếp theo cậu hai đại diện cho ông Chính gửi quà xong rồi cậu hai tặng cho cháu mình nhiêu? 2 triệu luôn. Rồi dân rượu lên cho cậu với mợ luôn con. Rồi miễn đi con à. Quất vô. Quất hết luôn chứ ai. Hết luôn. Đây là cậu mợ hai. Xá này xá con. Ở ngoài này là lao không nổi. Dự ngủ lễ cũng vừa xong rồi sau đó là cháu làm lại hai sáng. Rồi tiếp theo đây là dì Dương Út cũng 4 tấm luôn hả dì? Rồi 2 triệu luôn. Dì Dương Út tặng cho cháu mình 2 triệu đồng. Có hai đó. Bên nội đông. Chú nào ông đó sao không đứng ngoài trời đại ca? Đây chú bà con ở bên nội rồi đất rồi chú hàng cô uống đâu
con làm lễ dư rượu lên cho chú Hai đi con. Rồi xin chú Hai đưa món miếng rượu lễ đi. Rượu lễ mà uống nhiều cũng có cũng thân tình dạ nghĩa mà. Ra chú Hai tặng cho cháu 1 triệu đồng. Rồi tiếp theo còn phần còn lại mời các anh chị. Anh chị không có rồi. Rồi chị tặng cho em 1 tờ 500 ngàn tiền Việt Nam. Rồi em cũng cảm ơn chị. À, kính thưa gia cấp ông bà cũng như bà con thân thuộc bên nội bên ngoại, cùng buổi lễ giáo hôm nay cũng đã thành công tốt đẹp, cũng không có thiếu gì lời nói ân tình. Quý vị cũng bỏ thời gian bế báo tới đây để dự buổi lễ giáo rất là đông đủ, đem đến vui hạnh phúc cho gia đình. Sau đó thì cũng thay mặt gia đình có cái điều gì sơ sót mong quý vị niềm định thông cảm bỏ qua. Cũng có cái lời cầu chúc chú quỷ có một đêm thật là ngon giấc để sáng mai mình đưa cháu mình đến nơi cháu định cư xuất giá về bên nhà chồng của tiệc vui khỏe ngon miệng, mà nhớ đừng không say đừng quẹn nha quý vị. Xin cảm ơn. Cũng như mình đã làm lễ xuất giá đã xong thì giờ con xá của Quyền 4 xá đúng là làm lễ rồi con trong ngoài nhận cái này vô. Vậy là con vô là bình thường. Vậy là tôi xin hết cái hàng của quý vị. Vậy cho nãy của ta đi quý vị. Khở hoài. Con hay là rớt rẻ nha. Dạ, trong buổi lễ giá này đã kết thúc. Tiếp theo đây thì chúng tôi cũng vừa nhìn thấy trên màn hình đó thì có bà cô ba và có bà ngoại lớn và ngoại nhỏ. Và để từng tự trong cái nhân dịp mà cái ngày lễ du quê của cháu Ưng Nhi, xin phép camera để hỏi thăm và trò chuyện với mấy bà chút xíu nha. Trước hỏi thăm bà ba năm nay mà được mấy mươi tuổi bà ba, bà cô ba? Mới 6 mấy à. 6 mấy, còn bà ngoại? 61 và bà ngoại nhỏ. Bà ngoại lớn là 64. Xin lỗi bà ngoại lớn. 64 rồi, mấy bà cũng đã cao tuổi nhiều rồi ha. Thay mặt con viên hay họ cũng như các con cháu trong gia đình cũng có lời cầu chúc cho mấy quý bà lúc nào cũng vậy, sống vui tươi khỏe mạnh nha. Cũng cầu chúc cho hai cháu nó được 100 năm hạnh phúc. Phải rồi. Mình hết cầm mão hộp đi. Dạ. Đầu năm sanh trai, cuối năm sanh gái. Dạ đúng rồi, dù gái hay trai chỉ hai con là đủ được rồi, đủ nuôi rồi. À, rồi sau đó thì cũng xin cảm ơn mấy quý bà hết đó nha. Dạ, cảm ơn. Sáng mai theo chồng về đâu, sao lòng con nhớ thương âu sầu bao năm trời. Dưỡng nuôi đời con ơi heo hồn dáng gầy đơm cô, tiếng con đi rồi dân nhà từ đây trời đưa